Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, từ 0 giờ ngày 9 tháng 5, Tiền Giang đã tạm dừng các hoạt động câu lạc bộ bida, karaoke, quán bar, vũ trường, điểm massage, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, rạp hát, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet và trò chơi điện tử để phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tình hình thực hiện chủ trương này tại thành phố Mỹ Tho. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, các địa điểm kinh doanh dịch vụ câu lạc bộ bida, karaoke trên đường Hùng Vương nối dài, đường Lê Văn Phẩm đã tạm ngưng hoạt động theo công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, các phòng tập gym trên đường Lý Thường Kiệt cũng đã khóa cửa và treo bảng thông báo tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Theo cá nhân mình thấy thì nói chung là tình hình này là tình hình chung rồi, mình phải chấp hành, nghiêm chỉnh mình chấp hành, không có lý do nào hết để mà mình không chấp hành được. Ở đây thì em đóng cửa, em không có nhận khách, cho đến khi nào có thông báo công văn cho hoạt động lại thì mình sẽ hoạt động lại. Theo phần lớn người dân, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có công văn chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao có tập trung đông người và thực hiện giãn cách tại các địa điểm kinh doanh, ăn uống, cơ sở lưu trú từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 là cần thiết, hợp lý, góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng, xã hội trước tình hình hiện nay, dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Tôi là người dân, thì tôi cũng đồng tình với cái công văn của tỉnh đưa ra. Thí dụ như buổi chiều trong quá trình đi tập thể dục thì tôi cũng chấp hành tốt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, rồi cũng không tụ tập đông người, giữ khoảng cách trong cái thời gian mình đi tập thể dục. Thì tôi thấy công văn của Ủy ban tỉnh ngày 8 tháng 5 thì đó là một điều rất là tốt, rất đúng, là để phòng chống dịch COVID hiện nay đang diễn ra phức tạp. Tôi rất là chấp hành nghiêm cái công văn của Ủy ban tỉnh, đó là một điều rất là tốt, và tuyên truyền mọi người dân phải thực hiện nghiêm cái thông báo này. Mỗi chủ đơn vị kinh doanh và từng người dân hãy chấp hành nghiêm túc các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các cấp các ngành, vì sự an toàn cho sức khỏe của chính mình, vì sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 thì Tiền Giang thực hiện giãn cách tại các điểm kinh doanh ăn uống, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế ngày đầu cho thấy, cùng với một số cơ sở đơn vị thực hiện tốt thì vẫn còn nhiều nơi người dân không chấp hành tốt quy định này. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có công văn yêu cầu thực hiện giãn cách và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại các điểm kinh doanh thức ăn, nước uống, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Qua thực tế cho thấy, một số điểm kinh doanh thức ăn, nước uống, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đã có bản yêu cầu và trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng. Tuy nhiên, đối lập với đó là vẫn còn rất nhiều người dân không thực hiện giãn cách và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận, vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 5, tại một số địa điểm kinh doanh thức ăn, nước uống trên các tuyến đường như Hùng Vương, Dạch Sinh, Lý Thường Kiệt, bờ kè sông Tiền, người dân còn rất thờ ơ, lơ là đối với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vẫn tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi cũng ghi nhận được tình trạng hàng chục người tụ tập tại khu vực quảng trường tỉnh để thả diều, vui chơi. Mà điều đáng lo nhất vẫn là tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo cho có. Ăn uống là nhu cầu tất yếu của con người, tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, phát sinh thêm nhiều trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng tại một số tỉnh thành trên cả nước, thì người dân cần lựa chọn hình thức ăn uống cho hợp lý, không nên tụ tập đông người nơi công cộng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và toàn xã hội. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân cần thực hiện tốt phương châm 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế, chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng dịch của Bộ Y tế. Thank you.